Rồi, con tên Thọ. À, có cả, trước tiên là một chiếc xe đó, con phải biết là... Dạ không, có quay chú không? À, cứ quay luôn đi không sao. Đây là chiếc xe mình coi thử nó có chạy nhớt, chạy dầu gì dưới hay không. À, nhìn dưới càng tốt, đó là cái trước bước vô, thì thay đi thẳng bên kia. Thì con đi bên đó đi, để chú đi bên này, để chú đến này để coi. Rồi, coi bánh xe nó có đều nhau cái sạc được không? Dạ. Ok, rồi, qua đi. Thì mở cửa xe thì nó đã ra rồi. Bên này số tự động thì cái chân chỗ này chỗ của chân trái, left foot, chân phải là bên kia. Yeah. À, chân phải xài hai thứ luôn. Ok. Thì cái này cái steering cầm tay ha. Cái này cái gas. Chân trái đây đây, thẳng vô. Ok. Cái căn bản cái ghế thì nó trước sau là vậy, có thể chỉnh bằng cái tự động nào đó. Cái này cái cơ. Ok. Ghế lưng cao lên xuống thấp. À, các bộ phận này là cửa nó giống nhau hết. Này nào nó đôi khi nó có những cái xe khác nó design nằm ở trong này. À, tay cầm thì cái này là cái khóa chứ không phải là cái cửa cái cánh cửa kéo cửa, cho nên mình phải mở khóa thôi. Trong xe đóng lại là vậy thì mình mở không ra được. Thấy mở khóa ra cái nó thấy cái đỏ này, nữa trong mình thấy là thấy đỏ thì cầm ở cái tay này nè. Ok. À, trước tiên thử thì cái chân này đạp sơ sơ thôi. Tập lái ngày đầu tiên thì mình đạp khoảng 10 đến khu ít gì đó. Nhỏ nhỏ thôi. Bên này là thắng thì vừa ga vừa thắng. Cái chân xe này nó có cái phần dưới là một cái dây nó kéo bên kia để bên kia điều khiển cái thắng chung bên này nữa. Thắng thì đạp nhẹ nhẹ thì cũng không mạnh lắm, tùy theo mình cái ước lượng của mình. À, chạy bao nhiêu ra bao nhiêu, chạy nhanh thì ra nhiều. Muốn chậm lại sơ sơ thì ít, muốn thắng là dừng lại. Ok. Đạp nhiều xuống, đừng có làm giống dở lên là bố rối quá nó dừng xe. Rồi, ok, chân ga chân thắng. Ok, chìa khóa thì giống nhau, đảo bảo đây. Đôi khi có nhiều xe thì nó không cần thiết thì nó bấm cũng được. Ok, bấm nút. À, cái bô lăng được trợ lực bởi cái máy cho nên giờ đẩy nó không. Cái rắc rối là khi mà có nhiều lúc mà cái bô lăng nó khóa nè, vậy là đó, bô lăng nó khóa tránh con nít á, thì mình đưa qua đi, nó không có chạy. Cho nên mình phải quay một cái thế lỏng. Đây là trường hợp trắc trở thôi. Quay thế lỏng thì chìa khóa nó mới mở. Đề ba cho nó cái máy nó rung. Ga không cần dập. Ok. Máy rung lúc đó xe nổ. Ok. Tay thì sao? Cỡ này. Để cái đúng là cái đó. Thả cái lưng dựa lưng. Có cái ghế tay thì để lên cái phủi tay nó ngang với cái bộ lăng trên này. Cái này cái vị trí như cái đồng hồ đó thì tay hai cục này để đây là thế chủ của cái tay bên trái bên phải này. Còn có nhiều người nắm vậy thì vậy thì có cái điểm lợi cho những người dày thì đi xa về ăn lái thì chồm lên hơi khó tí xíu, nhưng mà người ta chứng minh rằng xa như vậy đó, lái như vậy đó tập thì khó, nhưng khi mà lái rồi đó lỡ mà gặp tai nạn xấu đó đụng vô thì cái người mình nó không có nhào lên cái phía trước, hay là cái túi hơi này không có buông ra cái rách mặt của mình. Ta nó có một cái bảo vệ. Nhưng mà dễ nhất là có vậy đây. Ok. Cái cách chỉnh này bằng cơ là cái cây ngang này. Kéo lên. Người khó là mình cứ kéo lên cái xuống gì không được. Đó. Cái tay là phải lùi ghi lại. Cái này cái khóa lỏng, cái cây ngang này khóa lỏng. Kéo nó lên thì dùng cái chân của mình á móc đi. Cái tay này chân vào tay, cái chân vào tay móc cái sàn, tay móc lên này kéo tới cái luôn theo cỡ cự ly của mình. Này nè, thế này dĩ nhiên lúc đi thì dây cài qua tay thì cua này, là tay là qua tay, con sẽ tí nữa tới phiên con cũng bắt đầu kiểu này, tay rồi qua tay là cái kiểu mà lên kéo dây đó, pulling group hay là hand over hand, tay qua tay. Ok, cua thì đâu đó khoảng như đây được rồi, khoảng như đây khoảng ít nhiều như đây khoảng như đây. Ok, nhích qua lên thì nhích qua nhích lại, cua thì đó là khoảng 3/4 đó, cua phải cũng khoảng 3/4 khoảng vậy. Ok, đó là cái bộ lăng. Cái càng thì bất kỳ ở chỗ nào, cái càng là mục đích là báo trước. Ở Mỹ thì không xài cái càng nhiều. Mục đích của cái càng là báo trước cho người ta biết mình có ở đó, chứ không phải là có ở đây ở đó, chứ không phải là bấm là lối người ta đi. Ok. Cái đèn xe thì xe Mỹ thì thường thường công tắc, nhưng mà xe Nhật thì
như các nước khác thì đa phần thì sạp bằng cây này. Đấy, đèn xin nhận trái. Ở trong nó kêu thì ngoài kêu, ở ngoài nó có. Phải. À, lúc chuyển lên đường thì đánh xi nhan nhìn thì sẽ có cái bài chuyển lên nữa, nhưng mà khi mà quay lại á, cái này nó không có tự trở lại, nhưng mà khi mà thu trái á, đánh xi nhan thì tự động quay lại thì cái đèn tắt. Thu phải đánh xi nhan, đánh lên xi nhan phải. Rồi à, cái nhìn nó đơn giản thôi, là cái cây gạt nước thì phần trước phần sau thì đụng đâu ra đó, đụng đâu ra đó, giống như công tắc nhà cửa nhà thôi, cái này không cần nói nhiều. Còn trong này nó có cái số lượng của xăng bao nhiêu, chạy nóng máy nguội máy, rồi những cái tín hiệu về cửa mở hay là những cái gì nó báo động lên là đỏ đó, cái chốt đỏ lên đây mà thấy cái cửa mở đó, hay là cái bình xăng nổ lên đỏ gì đó thì mồm là những tín hiệu xấu, hay là hư báo nguy cái gì đó thì màu đỏ. Còn báo màu vàng hiện lên á thì màu vàng hiện lên trong này là báo là cảnh giác, cảnh báo sắp hư. Báo thì sẹp bánh xe, còn phải thay dầu nhớt, hay là một cái gì đó báo chuẩn bị để báo trước cho một cái gì đó để chuẩn bị. Còn nếu mà màu đỏ hiện lên là không nên lái. Ok. Cái phần nữa là những cái này là đụng đâu biết đó, mấy quạt đồ, máy lạnh này nọ rồi đó, radio máy móc thì mỗi xe nó đều có những cái này hết. Càng quy mô càng tối tân, cái này thì đồ khác, càng quy mô càng tối tân thì nó có những cái khác biệt, nhưng nó phạm vi điều khiển trong này. Ok. Tránh đeo đồ treo lủng la lủng lẳng trong này, mất cái tầm nhìn của mình ở ngoài. Ok. Rồi cái xích dây an toàn thì cũng kéo xuống đây, kéo xuống bỏ vô đây, cài vào đây, khi mình kéo cái cạch rút ra được đó thì nó đứng lại. Ok. Nó giữ cái chức năng của nó là khi mà thắng gấp hay là người ta đụng mình, nó lý do nào mất điều khiển thì mình còn ngồi ở vị trí này. Ok. Không cài dây thì cũng sẽ bị phạt $200. Rồi cái đó là cái phần của chiếc xe ha. Cái bô lăng nó nhẹ là cũng do máy nổ, bô lăng mới nhẹ. Rồi là cua xong đó, cố gắng tay nó để nó qua lại. Mình cua xong á, đang xe chạy đó, bô lăng nó quay lại. Còn không thì một cách khác là cua xong mình quay lại, đó là một cách khác. Nhưng mà để nó quay lại tốt hơn là tự nó quay lại tốt hơn là mình quay lại. Ok, đó là cái phần hướng đi. Về cái này con phải đi qua bên kia rồi con mới chú giải thích cái này, rồi con sẽ bắt đầu con đi qua chỗ bên kia. Nói sơ cái này là cái cửa ha. Dạ. Mình chỉ mở bằng cái này và cái nắm cái tay này kéo mạnh đó. Còn cái cửa sổ window đóng mở thì những cái này là hầu hết xe đều giống nhau hết. Ok. Đôi khi những cái này làm điều khiển ở đây, gọn lại chỗ này xíu. Cái xe kéo cái số này không chạy. TRND, T là park là đậu xe, R là lùi xe, rất là ít xài khi mà lùi thôi. Những người học đầu tiên và giờ đầu thì không nên xài, chưa học lùi. Neutral là không số, nghĩa là then nằm trong cái thế thư giãn, dùng để kéo xe, lôi xe, hoặc là cái kỹ năng nào đó người ta xài cái này. Còn nếu mà trong cái công nghệ xe cổ, nếu mà lỡ mà hư thắng đó, hay là bị trục trặc gì đó, sắp sửa dừng đột ngột thì hơi thắng thì giúp cho mình đưa về số nu rồi sẽ cho nó chạy thư giãn, chạy tự do. Khi đó mình có thể dùng thắng phụ lên. Đây cũng là một cái thắng phụ này nữa. Thắng phụ thì khi mà hơi thắng tránh mới xài thắng phụ, nhưng mà chuyện hơi thắng ở đây thì không bao giờ có, tại mỗi năm xe phải đi yêu cầu, phải đi kiểm tra rồi. Rồi nó có một cái khóa đây nữa, bên này đôi khi khóa nằm đây, đôi khi khóa nằm đây. Ok. Đôi khi nó xe không hề có khóa thì nó có cái rãnh để mà kéo qua kéo lại để mà đi kéo xuống, tránh trường hợp mình đang lái xe đồ đạc rớt xuống đó thì đó, đồ đạc nó rớt xuống thì nó đẩy cái đang chạy số D, nó chạy đẩy nó về tới đẩy như trở lại những cái số khác. Cái này chú chưa có thử bao giờ, là đang chạy ví dụ như nhích cái nè đó thì nó chạy lùi nè, ví dụ cái xấu là đang chạy phải không, mà mình lỡ đồ rớt đồ nó không có khó này đó, nó chỉ đi tới cái số neutral thôi chứ nó không có đi lên. Nếu lên trên có thể đang chạy xe như cái kỹ nghệ công nghệ xe cũ, xe thô sơ hồi xưa, xe cơ đó, số sàn rồi đó, thì đang số D chạy kéo về số R này thì sẽ bị hư hộp số. Có thể là xe này, xe D bây giờ thì có thể không hư, tại vì có những cái bất cẩn mà người đang lái xe tập trung, gì có những người phá đó, người ta bấm lên đây thì xe có thể nó không hư. Chú chưa có đụng tới cái này, siêu mạo hiểm, chú chưa có thử. Ok. Rồi hiểu chức năng của nó ha. Sơ là đang đậu là không có gì, nghỉ ngơi thì xe nằm không,
nghỉ ngơi thì khóa, nghĩa là nó, khi tắt máy đó tuột dốc cái này nó không nó khóa chiếc xe là không cho lăn bánh. Nhưng mà nếu mà mình ở cái cơ chế mà xin lỗi, ở cơ chế DN này đó là cái chữ cơ chế là số sàn nó manh nhồi những nước chậm tiến hay là những nước mà đồi dốc hay là tiết kiệm nhiên lượng đó, năng lượng xăng đó người ta xài qua cái neutral này, là số sàn người ta xài neutral đó, hoặc là người ta cài số để mà người đậu dốc. Nhưng mà xài neutral này khi mà đậu dốc á nó sẽ bị trượt cho nên phải xài không. Nhưng đại khái xe tự động, số tự động này, số tự động thì đậu số là được rồi, không có cần phải xài qua neutral. Ok, những cái này thì cái gạt nước rồi đụng đâu nó sẽ ra đó cho mình biết rồi, chỉnh gió từ phía trước, phía thổi trước, có những xe là phía gió phía sau, rồi xe trước sau tất cả phía chân của mình cũng được thổi gió ra. Lạnh nóng thì ok, lạnh nóng thì xanh, nóng thì đỏ, AC là điều hòa, âm nhạc âm thanh, rồi có camera, khi mà lùi thì thấy có camera, chẳng hạn có camera phía sau, nhưng mà không có lệ thuộc hoàn toàn camera, chỉ liếc coi thôi, chứ mình nên học cái nền tảng căn bản chứ không học camera. Rồi chú quay sơ rồi tới phiên con ha. Đây tay tròn tay là cái cách này. Ok, rồi mình sẽ thử cái độ lượng của ga là bao nhiêu, thắng là bao nhiêu, rồi con sẽ được đề ba, con sẽ được đề ba, tự mình đề ba cho máy nổ đánh đèn siêu nhanh. Mình sẽ bắt đầu trong cái khu này trong vòng 1 phút nữa, còn chuyên ga chuyên thắng mình sẽ biết. Chú sẽ giúp con điều khiển chưa thắng, nhưng mà phần càng ít càng nhẹ càng tốt. Ok, rồi cái này cái căn bản của chiếc xe như vậy thôi. Để máy nổ rồi tắt là vậy, rút hết ra nó vậy, rút ra. Ok, tới phiên con chuẩn bị làm cái này ha. Ok rồi, con tắt được rồi.